Xe tải xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ lên sóng một mẫu xe nào? Nếu các bạn biết ngày hôm nay chúng ta sẽ dành thời gian review mẫu xe nào đấy? Một mẫu xe mà rất lâu rồi chưa review. Một mẫu xe mà nếu mà cõng tải tầm 1 tấn 2 tấn rất là nhiều, anh em mới bắt đầu khởi nghiệp lựa chọn. Một mẫu xe không quá tiết kiệm nhiên liệu, máy cơ nhưng vẫn được sự ưu ái của các bác tài đến thời điểm bây giờ. Thùng dài 3m130, đời áp chót, và là một hãng xe của Hàn Quốc. Và tất nhiên rồi, không ai khác là chiếc Kia K2700 đời 2013. Sao nó là đời cuối cùng? À xin lỗi, nó là đời áp chót chứ. Nó là đời áp chót tại vì đến 2014 là hết K2700 rồi. Đến 2014 nó sang K125 với một cái tên gọi khác, thùng dài hơn khoảng 7 phân. Nhưng tổng thể về máy, về khung gầm không khác nhau là mấy. Nó chỉ khác ở cái đời 2005. Đầu 2005 thì cabin chưa lật, nhưng từ cuối 2005 trở lên thì dòng chạy thụt nhún này, càng chữ A này, cabin đã lật được lên, dễ dàng xem động cơ và sửa chữa, bảo dưỡng. Là một dòng xe mà có thể nói cái ưu điểm trước nhá. Ưu điểm là đằng trước là chạy thụt nhún, đằng sau vẫn có những cái lá nhíp chịu tải, vẫn có những lá nhíp chịu tải ở đằng sau. Đằng trước là càng chữ A, cho nên là khi chúng ta cõng tải hay đi vào những cái đường sóc ấy, thì đằng trước có xu hướng là nhún nhảy như xe con vậy. Tuy nhiên nó là ưu điểm nhưng cũng là vừa là nhược điểm. Để mà cõng quá tải nhiều ấy, tầm 3 tấn 4 tấn có lẽ rằng là không tối ưu một chút nào cả. Nhưng người ta bảo là xe gì thì hàng đấy. Là đúng. Tại vì là nếu mà ở Thái Nguyên mình ấy, chở sắt vụn, chở hoa quả hay là chở phông rạp thì có lẽ chẳng cần đến Kia K3000, tại vì là nó thừa ấy. Chúng ta chở hàng đâu đó tấn thôi, một tấn một xíu thì mà mua Kia K3000, kể cả đời cao đi chăng nữa, kể cả nhiều tiền đi chăng nữa, nhưng mà mục tiêu của chúng ta đi mua xe đó là nó phải tối ưu kinh phí, nó phải ra tiền cho chúng ta, đúng không ạ? Cho nên chiếc xe này, nếu anh chị em, cô chú bác, các bạn hữu mà đang tìm kiếm để mà chạy chợ, chở hàng đâu đó 1 tấn 2 tấn quay đầu thì nó hợp lý. Còn đâu đó ai mà tìm một chiếc xe mà để mà chở tầm 3 tấn 4 tấn trở lên thì có thể chuyển sang video khác, mình sẽ giới thiệu một mẫu xe khác nó phù hợp hơn. Và trước mặt chúng ta là một mẫu xe Kia K2007 đời 2013. Chiếc xe này thì được đánh giá là xe nó cứng xe. Khi mình nói từ cứng thì có nghĩa rằng là chiếc xe không phải là quá xuất sắc. Nhưng xe này mình mua về mình đã đi spa cho em nó. Và bây giờ mình sẽ đi chi tiết từng chi tiết nhỏ một, để quý vị và các bạn xem chiếc xe này nó có xứng đáng với đồng tiền của các bạn bỏ ra hay không, với công việc của các bạn hay không nhá. Thì đầu tiên này, thứ nhất, khi đi xem một chiếc xe thì ai cũng quan trọng hai cái điều lớn nhất đối với dòng xe tải, xe con cũng vậy thôi. Đó là nó có đâm vai không, và máy nó còn tốt và còn chất hay không. Như chiếc xe này thì bảo là đâm va lặng thì không có, nhưng mà quệt quạt nhẹ là có. Và tất cả ở đây các bạn có thể nhìn thấy ở phần ba đờ sốc nhá. Rồi mình sẽ đi từ phần dưới ra lên trên, từ phần ba đờ sốc. Phần ba đờ sốc này thì mình về mình đã sơn lại rồi. Nguyên bản thì nó nguyên bản của phần Kia K2007 thì cái phần ba đờ sốc này nó sẽ có những cái vằn. Còn chiếc xe này thì phần ba đờ sốc thì nó cũng có bị trượt chạt. Cho nên là về mình cũng đã sơn lại để cho nó em nó đẹp, chứ để mà trượt chạt thì thực ra thì để mà cái mắt người đi xem xe nó cũng không ưng mắt lắm. Cho nên mình phải làm cái điều đấy, mình phải làm để mình lật cái cabo này lên xem nó có bị ảnh hưởng phần cabo không. Đôi khi là húc vào đá chẳng hạn. Đấy.
hoặc là đôi khi là hai xe nó va quẹt nhau, nó nhẹ nhàng hôn nhau một tí ấy, thì nó cũng ảnh hưởng tới những phần ở trên này, để mình phải xem thực tế. Em nào. Ok. Thì ở đây thì mình sờ thì nó có một cái gợn bả ma tít. Có một chút gợn bả ma tít, tuy không dày nhưng mà nó có gợn bả ma tít vào trên phần này, có sơn lại này. Đấy. Cho nên là mình có thể đoán là trước đây thì chiếc xe này nó có chạm tì ở cái phần ba đờ sốc này và nó đẩy vào. Đấy, nó đẩy vào một chút ở phần cabo. Đấy. Đây, các bạn có thể thấy nó đẩy vào, cho nên là hai cái phần sơn ở trong là không, hoàn toàn là không bị nhá. Chắn trong là không bị dồn vào. Nhưng mà ở phần dưới này thì nó bị tì một chút, cho nên nó đẩy vào, thì phần này thì mình phải kéo ra mình sơn lại này, sơn lại một chút này. Đấy. Đấy. Đèn này, phần đèn này, hai phần đèn. Đèn này vẫn là đèn zin này. Đèn này vẫn là đèn zin. Đây, tâm đèn ở trong. Pha đèn bên này thì thay rồi. Pha đèn bên này thì thay rồi nhá. Đó. Tổng thanh thì đăng kiểm. Như chiếc xe này đăng kiểm đến tháng 11 năm 2021. Bây giờ là tháng 8 rồi. Chiếc xe này thì đăng kiểm 6 tháng một lần. 6 tháng một lần, 23 xuống 6 tháng một lần. Thì có rất là nhiều người là rằng hỏi là xe nó xuống 6 tháng thì có mua được nữa không? Tất nhiên là mua được rồi. Có những chiếc xe 203, 204 thì bây giờ nó vẫn là 6 tháng thì vẫn mua được. Cái thời gian 6 tháng thì từ, nếu là năm nay ấy, thì từ 2014 trở xuống là xuống 6 tháng rồi. Đấy. Thì nếu mà các bạn chỉ mất thêm một lần đi đăng kiểm nữa thôi, mất thời gian thôi. Còn về chi phí thì để mà tính chi ly thì nó không hơn nhau là mấy đâu. Nó chỉ hơn nhau cái công bạn đánh xe đến chỗ đăng kiểm thôi. Đấy, 6 tháng cũng là một khoảng thời gian khá là dài rồi. Còn những chiếc xe đăng kiểm 3 tháng thì mình cảm thấy nó hơi nhanh một chút. Nhưng 6 tháng thì thực tế là một cái khoảng thời gian dài. Đấy. Chiếc xe này thì mình đã đầu tư một quả bạt mới. Bạt này thì nó thời điểm này bạt K2007 nó cũng phải rơi vào tầm 1 triệu. Như bạt như thế này, độ dày như thế này, và màu sắc cũng như cả công lắp là 1 triệu. Đấy, tầm đấy. Chiếc xe này thì phần cabin mình cứ đi phần cabin trước, phần ở kính hai kính bên sườn này vẫn còn nguyên. Kính lái thì đã thay rồi. Kính lái ở đây là thay kính hãng luôn, thay kính 2015. Tất cả cột kèo nguyên nhá anh em nhá, tất cả cột kèo nguyên. Nó chỉ bị tì ở một chút ở ba đờ sốc và nó ấn vào phần cabo này thôi. Còn đâu tất cả cột kèo là còn nguyên. Đây, tất cả cột kèo nguyên. Với tầm tài chính mà tầm trên dưới 200 triệu, chúng ta hoàn toàn có thể lựa chọn những mẫu xe này để mà chạy chợ. Ngày hôm qua có một cô ấy đã mua xe nhà mình rồi. Mua được mấy ngày ấy. Không phải mua Kia mà mua cái dòng xe 5 tấn cơ. Cô ấy bảo mua xong rồi, cô ấy bảo là: "Alo, cháu à, cô về thấy mọi người bảo là mua nó hơi bị đắt cô ạ." Thế là mình mới bảo là: "Nhưng mà cô vẫn khoái không? Có khoái không?" Thực ra thì cô làm ăn được cho nên cô vẫn khoái. Đắt một tí khi mà cô quyết định đưa ra cái quyết định mua xe ấy, thì cái quan trọng nhất của cô là cái xe đấy nó phải làm ra tiền. Chứ bây giờ cô mua rẻ một tí mà công việc nó không hợp lý thì nó không giải quyết được cái vấn đề gì. Như thế là được rồi đúng không ạ? Cháu cũng là người kinh doanh, cô cũng là người kinh doanh, cháu cũng vậy. Cho nên cái mục tiêu lớn nhất của người kinh doanh, mục tiêu lớn nhất là khi đi mua xe thì nó phải kiếm ra tiền. Và cháu tư vấn ở cái khía cạnh đó là cái xe này nó giúp ích được cho cô những công việc gì, và nó có phù hợp với công việc đó không để kiếm ra được tiền cho cô. Đấy, quan trọng xe này nó phải kiếm ra tiền, chứ không phải là cứ tư vấn ABCXYZ để người ta mua xong cuối cùng xe đấy nó chưa phù hợp với công việc. Không phải lựa chọn tối ưu nhất, khiến người ta lại phải đi tìm một cái xe khác, rất là mất thời gian, mất công. Đấy. Chiếc xe này thì nội thất thì tương đối là sạch sẽ. Tương đối sạch sẽ. Đồ chơi thì không có gì nhiều, chỉ có một cái đầu đầu này là đầu đĩa nhạc MP3 thôi. Nói tóm lại là chiếc xe này thì nó vẫn giữ nguyên trạng. Nguyên trạng. Nó được bọc da. Bọc da thế thôi. Không có gì đặc biệt cả.
bậc lên xuống còn đẹp nhá. Rất là nhiều chiếc xe tầm K2007, K2007 khung sườn nó không được chắc chắn như Kia K3000, nhưng mà giữ được cái bậc lên xuống này, nó không bị móp méo nhiều là ác rồi đấy. Đây là chỉ cửa, tất cả chỉ cánh còn nguyên này đấy. Để định giá một chiếc xe có rất là nhiều yếu tố luôn, rất là nhiều yếu tố. Có rất là nhiều người hỏi là mình là xe đâm va có nên mua hay không, thế nào xe đẹp, thế nào xe không lỗi, thế nào để định giá một chiếc xe nó thực tế. Để mà nói về cách định giá một chiếc xe nó cả ngày không hết. Có những chiếc nó lỗi một chút nhưng mình vẫn mua một cái giá cao cho người ta. Có những chiếc xe mà nó không lỗi gì nhưng mà thực tế nhìn đã chán rồi, về muốn về luôn, chẳng muốn bàn giá luôn. Thì cứ theo dõi video của mình thì mình sẽ từng chút một bật tí mí từng những cái nhỏ nhất, thì bạn sẽ để ý, bạn sẽ xem được nó chi tiết và đúng đắn hơn. Ví dụ như chiếc xe này chẳng hạn, thì mình nói là cứng xe, nó có lỗi một chút ở phần ba lờ sốc và phần cabo nhưng không ảnh hưởng đến cột kèo. Với mình như thế là bình thường và mình chấp nhận được. Giá thì có thể là chiếc xe này không phải là đẹp xuất sắc nhưng có thể bán một, với một cái mức giá, nói tóm lại với bản thân mình đặt địa vị là người mua thì tầm trên 200 triệu một xíu thôi là mình có thể chấp nhận được. Bình thường 2013 xe đẹp thì nó rơi vào tầm 200 1 215, nhưng như chiếc xe này thì chúng như bản thân mình công minh ấy, mình vẫn báo là 215 nhưng bản thân mình công minh thì tầm hơn 200 triệu một xíu là mình có thể ok được. Thì cái tất cả những chiếc xe mà báo giá trên thị trường ấy thì nếu là người mua, chúng ta hoàn toàn có quyền trả giá. Và trả giá như thế nào? Một là người trả giá dựa theo cái uy tín của cái người bán xe cho bạn. Hai là sờ tận tay, dây tận trán và xác định ở cái thị trường này những cái sản phẩm nó tương ứng, nó có phù hợp và nó xứng đáng hay không. Thùng con này đẹp, tất cả phần tôn thành thùng là bằng inox luôn, bằng inox. Đây ba vách này, sàn sóng đẹp nhá, sàn sóng nguyên bản chưa bị thay. Chúng ta xem luôn phần số khung, xem luôn phần số khung. Cái thằng Kia K2007 này à, nó rất là cẩn thận nhá, dán số khung ở đây này, đây nó dán đấy, bóc cái tờ giấy này ra rõ nét số khung luôn. Kia K2007 ấy thì thực sự là chúng ta phải để ý phần số khung này, tại vì là nước nó bắn ở phần cua lốp này lên rất là nhiều và dễ bị ăn mòn số khung. Dễ số khung mà bị ăn mòn thì nếu mà xe chuẩn chỉ vẫn ra tên được, nhưng mà phải làm cái thủ tục là cái gì nhỉ, thủ tục là tự nhiên mình quên mất cái thủ tục là xác minh, nó gọi là gì, cái từ ngữ chuyên ngành nó gọi là gì nhỉ, kiểu thẩm định lại ấy, kiểu thẩm định lại số khung ấy đấy, là mất thêm 5 triệu 7 triệu nữa. Thì chúng ta phải xem số khung ngay từ đầu, và hoặc là nói tóm lại là nói với người bán cho bạn ấy là phải cam kết được là khi mua xe này cần rút hồ sơ ra tên là phải đảm bảo cho bạn về cả mặt tài chính và mặt tài sản đấy. Đằng sau này thì mình nhìn có thể là ôi sàn đẹp dã man luôn, sàn này sàn inox các bạn ạ, thùng đẹp, sàn đẹp, tổng thành. Nói tóm lại là xe nào xe cũ thì cũng đều có những cái chỗ xuất sẹo. Nếu mà có những con xe mà đẹp 100% đẹp xuất sắc ấy thì nó sẽ là hàng thuốc chuột và giá thì nó sẽ đâu đó dành cho người yêu cái đẹp. Biển Hà Nội, biển Hà Nội với tầm tài chính nhô hơn 200 triệu một xíu, liệu có đáng để sử dụng hay không, liệu nó có phù hợp hay không, mà cần mình tư vấn chi tiết hơn về chiếc xe này hay cứ alo trực tiếp cho mình. Và mình có mới làm một cái website, trên website đấy thì để cho bạn một cái mức giá thực sự ưu đãi, chỉ có những người nhập vào website mới có được mức giá, săn được những mức giá ưu đãi ở đấy thôi. Đó là xế đẹp 888.com, xe đẹp 888.com. Các bạn vào đấy đặt hàng, alo trực tiếp cho mình, bảo là mua hàng tại web sẽ nhận được mức giá ưu đãi nhất. Và một lần nữa thì cho phép đặt xe tải, xin kính chúc tất cả quý vị và các bạn vạn dặm bình an. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn trong clip tiếp theo của Đạt Xe Tải vào ngày mai.